Điền đang có mặt ở đây là ở ngay trung tâm thị trấn Phước Bủ, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu gì ha. Nói chung là buổi sáng uống cà phê, ngồi bên chủ Đức. Sẵn là có một cái bún sẵn chủ gửi bán luôn ha. Nên là ngồi đây sẵn quay bán luôn. Đó thì hiện tại Điền đang ở đây là chính xác trên cung đường là đường số 4 hay được gọi là đường Hùng Vương chị ha. Đó. Khu vực này là cà phê ăn sáng này kia rất là nhiều ha. Mình rẽ bên tay trái lên chút xíu đây, mình sẽ giao với lại đèn xanh đèn đỏ, giao với đường Huỳnh Minh Thạnh anh chị. Huỳnh Minh Thạnh đó thì mình đi xuống biển được anh chị. Xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm, xuống khoảng 6 cây số ha, mình rẽ trái đường Huỳnh Minh Thạnh đó, rẽ trái đi thẳng xuống là xuống biển luôn anh chị ha. Đó. Ngay cái khúc này là cái ngã tư này, tương lai ngã tư là sẽ phóng mở là đường này sẽ giao thẳng ra ngay chỗ công viên Hồ Bà Tô luôn anh chị này. Và chỗ này nó sống phóng sẵn xuống ngay giao với lại dưới hồ sông Kinh. Và dưới rừng nguyên sinh đó anh chị. Còn cái rẽ bên tay phải này thì mình đi thẳng luôn, mình có thể là giao ra ngoài quốc lộ 55 cũng như là đi Bình Châu, Bông Trang, Bưng Riền này kia đó, đi Bình Thuận được luôn chị ha. Đi giao với quận 55, quốc lộ 55 đó thì mình tự biết rồi. Đường Thông Thương đi thành phố Hồ Chí Minh, đi Bà Rịa, đi thành phố Vũng Tàu vân vân. Và sẵn đây Điền có một cái sản phẩm ha. Cách cái đường này vô khoảng vài chục mét thôi anh chị đó. Thì cái mảnh này hơn 200 mét vuông, bám theo mặt tiền đường là 10 mét đó. Giá đang ngợp anh chị ha, đang cần bán giá rất là rẻ luôn chị ha, 1 tỷ 6 thôi đó. Rồi cô chú như nào mà quan tâm cái bất động sản tại trung tâm thị trấn Phước Bủ, hơn 200 mét vuông, 10 mét mặt tiền, đường ô tô nha, đường thông nha đó, thì nhớ đón xem hết video clip này anh chị ha. Điền đang có mặt ngay vị trí bún sẵn của mình rồi ha. Hồi nãy em Điền đi từ đây đi vào ha, đường số 4 đó. Nói chung là đường thông thương đó. Đường này đi ra chút xíu là gặp ngay đường nhựa rồi. Đường nhựa dân cư anh chị ha. Nói chung là gần đây cũng có những cái tạp hóa chợ tự bán nằm ngoài đây ha. Nói chung là không cần đi đâu xa, mình ra đây mình mua rau, mua thịt, đồ này kia có hết luôn anh chị. Đó. Còn mình muốn mua đầy đủ nữa, mình ra chợ Bà Tô ha. Mình ra khoảng đâu đó là đi di chuyển khoảng 500 mét thôi, mình đụng ngay chợ Bà Tô rồi. Nói chung là ngay đây là ngay trung tâm thị trấn rồi. Đâm ra những tiện ích tiện nghi xung quanh đó, chỉ cách bán kính khoảng 500 mét thôi là mình sở hữu đầy đủ tiện ích tiện nghi rồi. Chợ đò, trường học, ủy ban, công an, rồi bệnh viện này kia, đầy đủ hết anh chị ha. Ra ngoài đây đường nhựa này, đường nhựa này anh chị có thể thấy này, thông thường hết rẽ trái thì mình giao ra lại đường Huỳnh Minh Thạnh này, còn rẽ phải thì mình đi ra giao lại đường số 2 ha. Nói chung đường số 2 sẽ song song với là đường số 4 này đó, đường thông thường hết đó. Rồi bây giờ em Điền sẽ quay review chi tiết bún sẵn mình ha. Đó thì đây anh chị, bún sẵn mình á thì đang có diện tích là ngang là trên sổ nha, là gần 10 mét là cái gì, 9 mét phải 7 mấy đó đó, nhưng mà em Điền nói 10 mét luôn cho nó tròn trịa nha. Đó, ranh thì từ đây qua bên này anh chị đó, và sâu lui á, sâu lui cái cạnh bên này là 26 27 mét anh chị ha. Sâu 26 27 mét đó. Tổng diện tích là 212 mét vuông đó. Đức mình thì nở hầu anh L anh chị ha. Chỗ này thì lui xuống, ốp xuống cái bụng này. Đó thì đang có sẵn là 70 thổ cư anh chị. Đó. Bún sẵn mình thì phủ hầm toàn bộ anh chị ha. Đức ở tại đô thị. Đó. Nói cái cạnh này lui thì ốp ngay cái bụng ha. Nói chung là hình thù mình thì không vuông lắm anh chị. Bún sẵn mình đang có hướng là hướng đông bắc anh chị ha. Thì như đầu video rồi đó, Điền có nói giá là 1 tỷ 6 anh chị ha. Cho tổng bún sẵn này. Thì đây đi sẽ lùi phía sau. Hiện tại thì cái anh hàng xóm này ha, cái anh hàng xóm này thì hồi trước là Điền bán ha, Điền bán cái lô này cho anh chủ Đức kế bên hiện tại đây, anh khách hàng của Điền đó. Đó là đã anh chủ Đức này đã mua khoảng một tỷ một mấy trăm, gần 1 tỷ 2 rồi đó. Đó là đang xây dựng, đang được gọi là
là xây dựng để ở này, và vừa có mấy phòng để mà cho thuê luôn nha, kiểu giống như trọ vậy đó. Và theo ảnh cái mô hình ảnh kinh doanh thì trong cái những cái căn phòng đó có sẵn nội thất luôn chị ha, là cho thuê đó. Đây nè anh chị ha, nói chung là đất mình thì ôm luôn cái mảnh này luôn ha, mảnh này là 6 mét, hơn 100 mét vuông chút xíu thôi, còn mảnh mình là 212 mét vuông đó. Và tới đây này nó sẽ bị óp bụng ngay đây ha, cái bụng mình từ đây qua là có 5 mét thôi chị ha. Cái óp bụng mình vô là qua là có 5 mét thôi đó. Qua đây là 5 mét đó. Ranh mình đi thẳng luôn tới đây ha. Đó, ngay cái chỗ cái cột xịt sơn đó, chị có thể thấy nè. Đó, xịt sơn đó, đi qua đây. Cái hầu của mình cũng được 9 mét mấy đó. Thì ôm luôn cái này ha, ôm luôn này 6 mét này đó. Ôm luôn này, từ đây thẳng luôn anh chị ha. Ranh đây đó. Ngay cạnh này thẳng luôn luôn, ôm luôn cái mảnh 6 mét luôn. Đó là ranh mình, nói chung là ranh móc thì rõ ràng rồi. Sổ mình sổ mới đó. Sổ riêng luôn chị ha, mình có thể công chứng ngay. Bên sẵn mình thì đang đứt trống thôi. Hiện tại cái nhà tiền chế trước đó là cái anh chủ xây bên này, anh xây dựng nhờ cái này để mà cho thợ thầy ở lại coi quản cái những cái vật tư anh chị ha. Khi mà nhà này làm xong, anh này sẽ dọn dẹp sạch sẽ, trả lại phần đất trống cho mình hết anh chị ha. Đó, 1,6 tỷ mà anh chị có thể sở hữu được cái mảnh đất hơn 200 mét vuông rồi, nằm trung tâm thị trấn nha. Đường thì em Điền có nói đó, đường ô tô đi thoải mái. Ở gần nhà, gần cái bất động sản mình có một cái xe tải ha, đi vào đi ra thường xuyên. Đó, nên là đường đi thoải mái gì. Quá đẹp, đường nhựa rộng á chị nha, rộng khoảng 4-5 mét. Nhà đầu này có xe tải đi thoải mái. Khu dân cư đông ha, dân trí cao. Từ Sài Gòn mà cô chú di chuyển ở đây thì mất khoảng đâu đó 2 tiếng đồng hồ thôi chị. Đi cao tốc còn cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu làm xong nữa thì đi khoảng tầm 1,5 tiếng thôi. Cách thành phố Bà Rịa khoảng 20 cây, thành phố Vũng Tàu khoảng 30 cây. Đường xá chỉ là đường bê tông thôi, nhưng mà đi ô tô thoải mái. Rồi em đi xin được nhắc lại một lần nữa ha, bất động sản mình có diện tích là ngang gần 10 mét, sâu vào trong là 26-27 mét ha, có sàn là 70 thổ cư, có hướng là hướng đông bắc, tổng diện tích là 212 mét vuông. Đang cần bán là 1,6 tỷ anh chị ha. Tất nhiên giá này sẽ có thương lượng, cô chú nhìn nào mà thiện chí thì có thể gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm anh chị ha. Rồi Điền cũng xin được dừng video clip tại đây. Hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau. Cô chú anh chị nhớ những đăng ký kênh ủng hộ em Điền, và để đón xem những video clip mới nhất của em Điền ha. Xin chào và hẹn gặp lại.